Nhà Hanh Mít thân mến chào các bạn. Các bạn ơi, trên tay của mình hiện giờ là một cái vòng hoa trang trí mà mình vừa làm xong ngày hôm qua. Cái vòng hoa này nó có đường kính là khoảng 30cm đó các bạn. Vòng hoa này á, thì mình làm ở phía trong á, là giấy cà tông. Còn phía ngoài á, là mình quấn bằng cái dây thừng. Ở đây mình trang trí thêm những cái bông hoa. Thì ở đây hoa, lá và nụ và cả cái dây leo này nè, mình làm bằng cái giấy nhún. Ngoài ra thì mình có dùng thêm một ít cái hoa sao tím. Hoa sao tím là loại hoa tươi nhưng mà mình có thể để khô vẫn dùng được nha các bạn nha. Ngoài ra thì có thêm những cái bông hoa màu trắng xinh xắn. Mình dùng cái đầu bấm giấy á, để mình bấm ra và mình trang trí bổ sung thêm cho cái vòng hoa nó thêm đẹp hơn. Bây giờ góc nhỏ Hanh Mít thì sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để có thể làm được cái vòng hoa xinh xắn này nha các bạn nha. Để làm được cái vòng hoa này á, thì trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên là mình phải có giấy bìa cạc tông. Giấy bìa cạc tông này là mình cắt từ cái thùng giấy đó các bạn. Kế đến là phải có giấy nhún nè. Và đây là sợi dây thừng, súng để bắn keo, keo nến, bút chì, kéo. Đây là những vật dụng mà bắt buộc chúng ta phải có nha. Và bên phía tay phải này là những cái vật dụng mà mình bổ sung thêm thôi. Nếu mà bạn không có thì cũng không sao hết, mình có thể bỏ cái phần đó đi. Đó là cái đồ bấm giấy nè, giấy để bấm và bút lông màu vàng. Và đây là một cái nhành hoa sao tím. Hoa này là hoa tươi và mình có thể để khô nó vẫn đẹp nha các bạn nha.